Cao Phẳng Nhà Đồ Điện xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác cái chiếc máy hút ẩm Mitsubishi Chân Voi, một cái con máy mà đỉnh cao nhất trong dòng máy hút ẩm nhé. Con này là Mitsubishi MJC140RX. Con này chính là cái con mà mấy hôm rồi em có lên sóng với các bác là em hút tại nhà đấy ạ. Hôm mấy hôm trước là chưa lau chùi, hôm nay các bác nhìn thấy em ấy mới lau chùi thôi, lau chùi sớm qua cái đã thấy nó đẹp long lanh như mới rồi. Một con máy phải nói là chất máy cực mới luôn. Khi chưa lau chùi thì các bác nhìn chưa thấy mấy thiện cảm, nhưng đầu bãi là như vậy. Đấy, máy nó là nguyên bản, đấy, về chỉ có lau chùi sơ qua thôi. Các bác nhìn thấy đẹp chưa? Đẹp long lanh nhé, con máy. Bên ngoài nhìn còn đẹp hơn cả clip luôn. Quá đẹp, quá chất luôn ạ. Quá mới. Đây còn có cả cái nỉ vẫn nguyên đây này, giảm độ êm. Chân Voi các bạn, được đẹp. Chân sau đẹp long lanh nhé. Chung là trong làng hút ẩm thì con này đứng đầu rồi. Các bác nào có nhu cầu mà không lấy con này thì không còn con nào đẹp hơn. Dàn bên trong trắng tinh như mới nhé. Con này em không hề tháo ra luôn, chỉ lau chùi vỏ bên ngoài, máy nguyên zin từng con ốc luôn. Dàn trong trắng tinh như mới. Đấy, các bạn nào nhìn thực tế gần đây mới thấy được, còn qua clip thì mình cũng chỉ nhìn được sơ qua thôi, nhưng mà nó là rất mới. Rất mới thì em mới khẳng dám khẳng định nó là mới. Đấy. Con này của nó điện 100V, công suất hơn 300W, gần 400W. Đấy, hút khoảng 14 lít một ngày, điện 220V, tương đương hút khoảng hơn 20 lít một ngày. Đối độ ẩm Việt Nam, con này em đã hút thử mấy hôm rồi. Cứ khoảng 4 tiếng là đầy một cái bình này. Bình này nó vào khoảng 4-5 lít. Chạy cực sướng, khỏe luôn. Nhà 3 tầng, sàn 180m, hút ẩm ẩm lúc khô, giảm độ ẩm rất nhanh. Nó là một con máy siêu chất nhé. Một con máy đẹp cả về hình thức, cả về nội dung luôn. Có bánh xe di chuyển này, tiện này. Bình nước mẫu này rất là to, nước rất to các bạn nhé. Bình này chắc phải được 4 lít, cực to. Máy thì đã test thử mấy hôm chạy ok rồi, không phải nghĩ nữa rồi. Bản Chân Voi này thì có chức năng là cài đặt độ ẩm theo ý muốn. Tức là mình muốn hút độ ẩm xuống bao nhiêu thì mình có thể cài đặt đây. 55%, 60. Và anh chờ em tí. Đấy, hút độ ẩm bao nhiêu xuống là đều có cả. Có anh chờ em tí, có hẹn giờ thì này. Đẹp long lanh. Con này điện 100V nữa nhé, một đẹp máy siêu chất luôn. Còn em bán 4 triệu 8 nha, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Bác nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.